Vâng, anh kính chào quý vị đại biểu, các cô bác, các anh chị em cùng toàn thể các bạn đến với thành phố Uông Bí, nơi gặp gỡ, hợp tác và phát triển, điểm đến của mọi du khách. Kính thưa quý vị, là thành phố trực thuộc tỉnh, Uông Bí là trung tâm công nghiệp, du lịch, y tế và đào tạo phía Tây của tỉnh Quảng Ninh, nằm trong vùng tam giác động lực phát triển miền Bắc, có vị trí đặc biệt về quốc phòng an ninh, là tuyến phòng thủ phía đông bắc của Tổ quốc. Nhớ lại quãng thời gian hơn nửa thế kỷ trước, Uông Bí vẫn còn là một xã nông nghiệp nhỏ bé. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quyết định khôi phục lại sản xuất ở mỏ than Vàng Danh và xây dựng nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Bắc. Từ đây, Uông Bí bắt tay vào xây dựng thị xã điện than, nền tảng của thành phố Uông Bí hôm nay. Vì lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: Than và điện rất cần cho công nghiệp và nông nghiệp. Các cô, các chú hãy ra sức làm cho nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, hơn 50 năm qua, thành phố Uông Bí nói chung, ngành than điện trên địa bàn nói riêng đã phát huy nội lực, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn để không ngừng lớn mạnh, đạt được những thành công như Bác Hồ mong muốn. Từ một thị xã nhỏ bé, Uông Bí đã phát triển thành một trong bốn trung tâm của tỉnh với 11 xã phường. Có thể nói, hiếm có địa phương nào lại có được bước phát triển đô thị nhanh như Uông Bí. Năm 1961, thành lập thị xã Uông Bí. Năm 2011, được nâng cấp lên thành thành phố đô thị loại 3. Năm 2013, được nâng cấp lên đô thị loại 2. Đặc biệt, hưởng ứng năm du lịch quốc gia và thực hiện chủ đề công tác năm 2018, tập trung công tác chỉnh trang đô thị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên, Uông Bí đã và đang đẩy mạnh phát triển những tiềm năng du lịch từ những di tích danh thắng trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là danh thắng Yên Tử, khu di tích đặc biệt cấp quốc gia, nơi chứa đựng những giá trị độc đáo cả về mặt lịch sử, văn hóa, với giá trị tiêu biểu là kinh đô Phật giáo của Đại Việt xưa và nay, nơi sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Cùng với Yên Tử, chùa Ba Vàng, đình chùa Lạc Thanh, thị đình Đền Công tại xã Điền Công, nơi tôi đang sinh sống và làm việc, cũng là một điểm đến hấp dẫn hàng ngàn du khách mỗi dịp xuân về. Với hệ thống giao thông thuận tiện, du khách dễ dàng di chuyển để tới thăm đình Đền Công, miếu Cổ Linh, những địa danh làm nên chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, gắn với vãng cảnh sông Uông thơ mộng, các đầm nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn, nét văn hóa sinh hoạt, thưởng thức các món thủy hải sản, sản phẩm nông nghiệp của nhân dân địa phương miền sông nước. Đình Đền Công cùng miếu Cổ Linh thuộc quần thể di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Bạch Đằng, nơi đây thờ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo cùng bốn vị thần Cao Sơn Quý Minh, Nam Hại Tôn Thần, Phi Bổng Tướng Quân và Bạch Thạch Tướng Quân. Lễ hội Đình Đền Công được tổ chức vào dịp đầu xuân từ ngày 13 đến ngày 15 tháng Giêng hàng năm. Tham gia lễ hội, du khách sẽ được tìm hiểu thêm về những trang sử hào hùng của dân tộc, được chơi các trò chơi dân gian, được tận mắt chiêm ngưỡng những hiện vật quý như bài vị, kiệu Long Đình, đại tự, cơ đối, án giang. Đặc biệt, còn lưu giữ và thờ phụng 6 sắc phong của các triều vua phong cho 4 vị thần qua các thời kỳ và giao cho nhân dân xã Điền Công tiếp tục thờ phụng cho đến ngày nay. Ngoài các di tích lịch sử, văn hóa lâu đời, sự phong phú về địa hình, địa chất, địa mạo cũng đã kiến tạo cho Uông Bí những thắng cảnh thiên nhiên độc đáo, thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm. Đó là rừng quốc gia Yên Tử, nơi đây chứa đựng nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá, hệ sinh thái đa dạng, nguyên sinh. Thắng cảnh Hồ Yên Trung với những đảo đất, đồi thông bạt ngàn, hồ nước quanh năm xanh mát, được ví như một Đà Lạt thu nhỏ. Hay thác Lượng Xanh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, để sức hấp dẫn du khách khi muốn trở về với thiên nhiên hoang sơ. Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, thành phố đã khai trương chợ cảnh tại phường Yên Thanh. Đây là mô hình độc đáo lần đầu tiên có ở Quảng Ninh, được quy hoạch và thiết kế hoạt động theo mô hình chợ phiên du lịch. Mặt hàng là các sản phẩm sinh vật cảnh, đồ cổ, sản phẩm mang đặc trưng văn hóa vùng miền. Và để tạo dấu ấn cho du lịch Uông Bí, hiện thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị nhằm xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và ấn tượng. Đặc biệt, Uông Bí quê tôi đã phát động phong trào trồng 1 triệu cây hoa giấy trên toàn thành phố, trong đó trọng tâm là dọc các tuyến đường giao thông quốc lộ, nội thị và đường dân sinh trong khu dân cư. Kính thưa quý vị, có được thành phố Uông Bí phát triển như ngày hôm nay là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các thế hệ lãnh đạo thành phố, sự chung tay vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội, sự đóng góp của toàn thể nhân dân thành phố Uông Bí. Và chúng ta, những công dân của thành phố Uông Bí, hãy thể hiện sự tự hào về quê hương của mình bằng các việc làm cụ thể. Hãy
đoàn kết, nỗ lực hơn nữa xây dựng quê hương Umi nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng phồn vinh. Hãy để dòng điện, hoàn than tỏa sáng, để linh khí đất Phật mời mọi du khách về với thành phố bình minh, nơi lưu giữ hồn cốt dân tộc,